Cả nhà ơi, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Đây là cái bến tàu ở trung tâm đây các bạn. Người đi lại rộn nhịp trong mùa Covid này, nhưng mà Covid thì bây giờ mình cảm tưởng như là người ta chấp nhận sống chung với lũ các bạn ạ. Họ không còn có một cái vấn đề gì nữa, nên là họ vẫn làm việc và đi lại bình thường và vẫn tiến hành tiêm các bạn. Thì ngồi trong nhà nó buồn lâu quá. Bên kia là một cái cửa hàng của Italian. Ngồi trong nhà lâu quá thì mình lại đi ra ngoài đường, vừa quay cảnh ông đi qua bà đi lại cho các bạn xem và chia sẻ cùng các bạn về vấn đề mà cái thằng kia nó lại kéo nhị kéo đàn nghe không biết có được không. Đấy, định ngồi ở trung tâm và quay cái cảnh ở trung tâm mọi người qua lại cho các bạn xem, mình cũng ngại đi lại định ngồi đó quay thôi, nhưng mà ở bên này cái bọn ăn xin ấy nó cứ kéo đàn kéo nhị là mình cũng sợ bản quyền. Bởi vì chả biết là YouTube người ta có phân biệt, thì người ta cứ thấy nhị thấy đàn này người ta lại bản quyền như này, lại phải đi đến trên này ngồi các bạn. Thì ngồi trong nhà cũng chán, nhưng mình vừa mới xem một cái video mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ một mình thấy nó buồn kinh khủng á, buồn lắm các bạn ơi. Bây giờ Việt Nam thế nào thì mình không biết, nhưng mà cách đây khoảng 4-5 năm các bạn biết không, mọi người đua nhau là khi mà có bầu ấy là đi thử, đi kiểm tra, nếu mà con trai thì để lại, còn nếu con gái thì phá đi. Rất nhiều người phá đi mãi mới được thằng con trai mà mong ước yêu quý cái thằng con trai từ hòn máu các bạn. Nâng niu trìu mến thương xót nuôi nấng đẻ được thằng con trai nối dõi tông đường. Nhưng mà các bạn biết không, mình vừa một cái xem một cái video mà mình thấy buồn với các cái bà mẹ, những cái người cha mà có những cái đứa con nó bất hiếu, nó khốn nạn kinh khủng, thật là mình là thật là bức xúc và buồn. Buồn thôi rồi đấy thì mình lại đi ra đây mình chia sẻ cùng các bạn. Trời ơi, mình thấy thương các bà già. Các bà già đã đến cõi rồi, đáng lẽ là người ta phải đáng lẽ là con cái là phải cho mẹ, cha mẹ được hưởng thụ, được sung sướng. Đằng này đi chả biết là nợ lần gì cái bọn giang hồ các bạn. Nó đến nó đòi tiền. Thế là mẹ có tội tình gì đâu, mà có thể cả nghiện hút cũng thế. Người mẹ có tội tình đời đâu mà nó túm cổ người mẹ nó tống ra ngoài. Nó vứt chăn nó chiếu ra ngoài, nó đóng cửa mà nó cho ngủ ở đấy, nó bảo ngủ ở đấy. Nó đuổi ra ngoài chỉ vì là nó nợ nan. Nó ép mẹ bán nhà đi để lấy tiền cho nó các bạn. Dã man tàn bạo không chịu được những cái đứa con bất hiếu, những đứa con khốn nạn, rất là đau lòng, rất là thương những bà mẹ. Rất nhiều trường hợp mình nhìn ở trên Facebook ấy, thật thấy tội nghiệp thôi rồi. Tội nghiệp những cái người cha người mẹ mà có những cái đứa con nó bất hiếu như thế. Thật là buồn, buồn thê thảm. Mà nhiều người ta nói là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng có những người nuôi con rồi, có con rồi chứ không phải là chưa có con đâu, nhưng mà vẫn bạc đãi như thường, vẫn khốn nạn, vẫn mất dạy như thường. Gì đây đấy? Rất là buồn. Đẻ được đứa con ra thì mừng rỡ, đẻ được đứa con nối dõi tông đường rất là mừng rỡ, rất là phấn khởi. Thế mà không ngờ có những đứa con như thế. Xong các bạn biết không,
đẩy mẹ ra, tống cổ mẹ ra ngoài đường, ép mẹ là bán nhà đi cho nó tiền để nó trả nợ. Không thì nó sợ giang hồ đến giết nó, giết thì cho nó chết con mẹ nó đi chứ. Mẹ nó làm cái gì mà nó đi, nó ép mẹ nó bán nhà bán cửa rồi nó đánh đập mẹ nó. Xong rồi cái đứa con dâu ấy, các bạn biết không, cái đứa con dâu ấy nó cũng sợ nhá. Nó lấy cháo, nó tìm bà ấy, nó đút cho bà ấy ăn mà rất là khốn nạn ở cái chỗ, các bạn biết không? Lấy cháo đút cho bà ấy, đang cái bê ra nhìn trước nhìn sau, nó bảo mà mẹ ăn nhanh nên không có. Anh ấy biết, bà mẹ vừa nói cảm ơn con, đang cầm cái thìa cháo đút vào miệng cho mẹ. Mẹ mới há mồm, chưa được miếng nào, mới đang há mồm, nó ra nó phát hiện được, nó rằng xong bắt đầu nó con bé sợ quá, con bé đi trốn. Nó đi nó tìm, nó bảo tại sao mày dám lấy cháo cho bà già ấy ăn, khốn nạn chưa cơ các bạn ơi. Còn những đứa con ấy, nếu mà biết trước lúc mới đẻ thì biết thế thì bóp cổ nó chết bố nó đi chứ, nuôi nấng làm cái gì. Những đứa con bất hiếu, những đứa con khốn nạn ấy, thật nghĩ rất là buồn. Nhưng mà đời nó có những cái trái ngược rất là nhiều nhé các bạn. Nhưng mà mình thấy cái trường hợp đặc đãi thì nhiều hơn là cái trường hợp mà có hiếu đấy. Ví dụ như có hiếu như cái thằng Ngọc Sơn ấy, ca sĩ Ngọc Sơn đấy các bạn. Trời ơi, độc sợ mất cha mất mẹ, có hiếu với cha với mẹ mà không có đi lấy vợ, lấy vợ có con, mà mẹ thì cứ ao ước là có một đứa cháu để về già để cho nó trông nom cha, mà đến lúc mẹ dám mắt rồi mà con vẫn chưa có vợ, cho chưa có cháu để cho mẹ được toại nguyện. Mà nó rất là có hiếu, lúc nào nó cũng sợ mẹ chết. Rồi mẹ có bệnh nó đưa đi chữa, nó bất kể, nó bảo kể cả bán nhà, bất kể mất cái gì nó cũng chấp nhận, miễn là mẹ không chết. Nó có cái đứa con này có hiếu đến như thế các bạn, rất là tội nghiệp. Thì đến lúc là bà lúc nào bà ao ước là con nó phải có một cái đứa cháu, có đứa con để sau này về già có người cho nó vui. Thế mà cuối cùng là bà chết rồi, Ngọc Sơn vẫn độc thân, khổ thật. Đây này, bà này là chuyên môn đi chống gậy, đi ăn xin đấy các bạn. Đây là người nước ngoài đấy, không phải người Đức đâu, người nước ngoài nhiều lắm, cứ đi chống gậy đi xin thế đấy. Chắc không già lắm đâu, nó đóng thôi chứ cũng chưa phải già đâu, đóng nó chống gậy thế thôi đấy, trông cái mặt cũng chưa già đâu. Như Ngọc Sơn ấy mình rất là tôn trọng, mình rất là khâm phục, nhưng mà nói thật là Ngọc Sơn như thế cũng cái gì nó cũng phải hài hòa, vừa tình vừa nghĩa, vừa vẫn phải có vợ có con mà vẫn phải có hiếu với cha mẹ. Bên tình bên hiếu với cha mẹ là cha mẹ, vợ con là vợ con. Chứ bây giờ mình hy sinh tất cả đấy, mình không có lấy vợ, không có con rồi đến lúc độc thân chết tội nghiệp, về già không có ai ngó ngàng. Bà mẹ ông bố thì có con, có Ngọc Sơn, như khi Ngọc Sơn thì chẳng có ai, anh em thì khiến giả nhất phận, ai người ta chăm mình đâu, cháu chắt nó cũng chả chăm mình, rất là tội. Ở bên Đức thì có rất là nhiều trường hợp các bạn, ở Việt Nam bây giờ mình nghĩ chắc cũng có, cái thời của mình ngày xưa thì không có đâu, nhưng mà bây giờ ấy, chắc là cũng có. Vì ở bên Đức này rất là nhiều nhé. Vì là con trai con gái cứ ở với cha mẹ, cứ ở với mẹ, không lấy vợ không lấy chồng, đến lúc là cha mẹ chết đi bắt đầu hững hụt, buồn giàu. Nó không có nghĩ xa, nó không có hình dung được là không thể cha mẹ nào sống mãi với con như thế được, cũng phải ra đi thì mình cũng phải tính nước đi. Mình cứ có vợ có con và mình cứ có hiếu với cha mẹ thì có phải là đẹp tuyệt vời không? Rất nhiều đứa nó không có chịu đi lấy vợ lấy chồng, tài thế như này mà chẳng cha mẹ nào muốn con không lấy vợ lấy chồng nữa cả.
muốn có vợ có chồng, muốn có cuộc sống hạnh phúc và có cháu, thì khi cái người cha người mẹ người ta chết thì người ta nhắm mắt người ta cũng yên tâm là con cái nó có đã có yên bề, nó đã có một cái cuộc sống hạnh phúc rồi. Nhưng mà nhiều đứa con ấy, nó cũng cứng đầu lắm, nó không nghe đâu các bạn, nói nó không nghe đâu, rất là buồn. Ai ai biết làm nào được, xã hội muôn hình muôn vẻ lắm. Ok nhá, mong các bạn xem và ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Bye bye các bạn, bye bye.